Con này con gì hả mình? Lừa. Tiếng Anh là gì? Donkey. Donkey. Lấy quả nhổ quả ra. Thôi nó ăn đi. Ăn cỏ với lại cỏ kiểu. Đặt cỏ thôi. Xuống rồi đánh nó thôi nha. Tức là nó đánh đấy. Búp đấy. Ăn đi. Xuống ta xem con dê. Không ăn. Ăn đi, ăn đi. Ôi này em đeo trên vào bên trong rồi. Ôi chui vào luôn. Gái tai từ tí. Gái tai gái ai? Hello sai từ từ. Gái tai à? Anh ơi, đỗ này. Ăn đi. Ăn đi. Bạn lừa ngoan thôi. Cho đỗ cho bạn này một củ cà rốt. Chị mua cho nó ăn xong nhỉ ơi. Chị mua cho nó ăn. Ăn cỏ khô. Baby ăn cái này á. Ăn đi đâu ơi. Ăn đi đâu. Con này không ăn cái đấy. Này. Cỏ xanh thôi. Không ăn cỏ. Không ăn cỏ xanh luôn. Đẹp nhỉ. Màu đẹp nhỉ. Hai cái con này. Con này ăn gì ấy? Đúng rồi bạn đi ra. Bạn ơi, cho ăn cả xanh. Đây xin nắp bông củ cà rốt cho bạn nha. Cầm như này. Cầm chỗ này. Cầm chỗ này. Đó, đấy. Bạn sạch chơi. Đến tận nơi mà cháu xin đi cháu tay để lại bạn luôn. Bạn không ăn đâu con này. Đúng là bạn không ăn. Ăn nằm. Á, củ cà rốt. Vậy nó ăn thật luôn. Ăn cà rốt rồi. Này đỗ xoa bạn xem nào. Ăn cà rốt. Ăn luôn. Cho cả bạn Bill nữa con ạ, để dành cho bạn. Nó muốn cho nó ăn cà rốt. Ôi, con thiếu khao á. Nó con nhở. Chỉ ăn cà rốt thôi. Chỉ ăn cà rốt thôi. Bạn này hiền ghê. Bye bye bạn đi con. Ai sờ bạn, sờ bạn. Sờ bạn thì thật. Con lừa. À đây, thì ra bạn Kiều, xem bạn Kiều.